ngày 2 tháng 12, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 24 mở rộng. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải thông tin, hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về 4 nội dung. Đó là báo cáo tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024, báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2023 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2024. Cùng với đó là cho ý kiến về báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 26 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030. Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 14 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo đối với các hoạt động kinh tế đảng của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh và vân vân. Hội nghị Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 24 mở rộng diễn ra trong một ngày làm việc. Ghi nhận vào sáng ngày 2 tháng 12, khoảng 8 giờ 45 phút tại thành phố Hồ Chí Minh, tiệm vàng Mi Hồng, quận Bình Thạnh, niêm yết vàng SJC ở mức 72,8 triệu đồng một lượng mua vào và 74 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 200.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán. Tương tự, tập đoàn Phú Quý cũng tăng vàng SJC lên 72,6 triệu đồng một lượng mua vào và 74 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 200.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán. Cùng thời điểm tại Hà Nội, công ty SJC báo giá vàng SJC ở mức 72,7 triệu đồng một lượng mua vào và 74,02 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 400.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán. Trong khi giá vàng miếng SJC tăng giảm liên tục những ngày gần đây thì giá nhẫn 4 số 9 tiếp tục lập đỉnh mới. Cụ thể, sáng nay, công ty SJC báo giá vàng nhẫn 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ ở mức 61,55 triệu đồng một lượng mua vào và 62,65 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 400.000 đồng cả hai chiều mua so với hôm trước. Tương tự, công ty BNJ cũng niêm yết giá vàng nhẫn BNJ ở mức 61,6 triệu đồng lượng mua vào và 62,8 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 300.000 đồng cả hai chiều mua và bán. Sáng ngày 2 tháng 12, Trung tá Trần Văn Song, Phó đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sáng cùng ngày, sau nỗ lực tập trung xử lý, khắc phục sạt lở của các lực lượng chức năng, quốc lộ 8A đi lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và ngược lại đã được thông tuyến. Trước đó, vào tối ngày 1 tháng 12, do ảnh hưởng mưa kéo dài đã khiến khoảng 70 đến 80 mét khối đất đá trên vách núi cao bị sạt lở tràn xuống mặt quốc lộ 8A tại vị trí km 82 300, khu vực cầu Eo Cô Gái, địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh với chiều dài khoảng 15 đến 20 mét. Sự việc khiến tuyến độc đạo đi lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và ngược lại bị ách tắc, các phương tiện phải tạm thời dừng lại ở hai đầu đường. Ngay sau khi nắm được thông tin, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã phối hợp với các cơ quan chức năng huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng đến hiện trường tiến hành phân luồng, lập biển cảnh báo, trực chốt ở hai đầu địa điểm sạt lở để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và phương tiện. Đến khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 2 tháng 12, sau thời gian nỗ lực tập trung đẩy nhanh tiến độ khắc phục, đất đá sạt lở trên tuyến quốc lộ 8A đã được giải phóng khỏi hiện trường và thông tuyến. Hiện các phương tiện từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về nội địa và ngược lại đã lưu thông bình thường. Chiều ngày 1 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương, Công ty Thái Dương và các đơn vị có liên quan. Đơn vị đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu. Cơ quan Cảnh sát Điều tra bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét đối với ông Nguyễn Quang Mạnh, Giám đốc điều hành mỏ Yên Phú về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Ông Mạnh được xác định đã có hành vi giúp Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thái Dương, chỉ đạo, tổ chức khai thác, bán trái phép trên 160.000 tấn quặng đất hiếm và quặng sắt, hưởng lợi bất chính hơn 632 tỷ đồng.
Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bị can đối với Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đất hiếm Việt Nam, khởi tố, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với Đỗ Hạnh Hương, Phó Giám đốc Công ty Đất hiếm Việt Nam, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét đối với Phạm Xuân Hậu và Phạm Thị Yến, cùng là nhân viên xuất nhập khẩu Công ty Đất hiếm Việt Nam, về tội buôn lậu. Những người này bị cáo buộc khai báo hải quan gian dối để xuất khẩu trái phép, bán cho các đối tác nước ngoài trên 470 tấn đất hiếm có trị giá trên 380 tỷ đồng trong giai đoạn 2019-2023, gây thiệt hại về thuế xuất khẩu, tạm tính, cho nhà nước số tiền hơn 82 tỷ đồng. Ngày 1 tháng 12, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận một vụ ngộ độc thực phẩm do ăn trứng cóc xảy ra tại làng Cờ La Băng, xã Y Băng, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, khiến một người tử vong và một người nguy kịch. Người tử vong là anh Ba Chương, 19 tuổi. Người còn lại là anh Rê Châm Sơn, 17 tuổi, hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện. Sau khi được bác sĩ chăm sóc, anh Sơn đã qua cơn nguy kịch. Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 30 tháng 11, hai người trên cùng Rê Châm Ái, 20 tuổi, cùng nhau làm ruộng. Sau đó, cả ba bắt một con cóc rồi lấy trứng hấp ăn. Khoảng 30 phút sau, Chương và Sơn xuất hiện các triệu chứng đau đầu, buồn nôn, khó thở, vàng da toàn thân. Người nhà nhanh chóng đưa cả hai đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để cấp cứu. Tuy nhiên, Chương đã tử vong. Riêng anh Rê Châm Ái, do nếm một ít trứng cóc nên chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ và tự gây nôn, không đi viện. Tối ngày 1 tháng 12, ông Đinh Văn Dũng, bí thư huyện ủy Chư Prong cho biết đã chỉ đạo xã tổ chức thăm hỏi nạn nhân vụ ngộ độc, đồng thời hỗ trợ gia đình lo hậu sự.